Cuốn Năm Năm Giải Thích Phẩm Như Huyễn thứ 28. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ghi, Phẩm Huyền Thính, Kinh Đại Bát Nhã Ghi, Phần 2, Phẩm Tín Thọ thứ 26. Kinh: Bấy giờ các thiên tử tâm nghĩ rằng nên dụng hạng người nào? Nghe Tu Bồ Đề nói, Tu Bồ Đề biết tâm niệm của các thiên tử, nói với các thiên tử rằng: Như người huyễn hóa nghe pháp, tôi dùng hạng người như vậy. Vì sao? Vì hạng người ấy không nghe, không thính, không biết, không chứng. Các thiên tử nói với Tu Bồ Đề rằng: Chúng sinh ấy như huyễn như hóa, người nghe pháp cũng như huyễn như hóa ư? Như vậy các thiên tử, chúng sinh như huyễn nên người nghe pháp cũng như huyễn, chúng sinh như hóa nên người nghe pháp cũng như hóa. Các thiên tử, ta như huyễn như mộng, chúng sinh cho đến kẻ biết kẻ thấy cũng như huyễn như mộng. Các thiên tử, sắc như huyễn như mộng, thọ tưởng hành thức như huyễn như mộng, mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh như huyễn như mộng, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật như huyễn như mộng. Các thiên tử, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung như huyễn như mộng, quả tu đà hoàn như huyễn như mộng, quả a na hàm, quả a la hán, đạo bích chi phật như huyễn như mộng. Các thiên tử, phật đạo như huyễn như mộng. Bấy giờ các thiên tử hỏi Tu Bồ Đề, ông nói phật đạo như huyễn như mộng, ông nói niết bàn cũng như huyễn như mộng ư? Tu Bồ Đề: Các thiên tử, tôi nói phật đạo như huyễn như mộng, tôi nói niết bàn cũng như huyễn như mộng. Nếu có pháp gì hơn niết bàn, tôi nói cũng như huyễn như mộng. Vì cớ sao? Các thiên tử: Vì huyễn mộng và niết bàn không hai không khác. Luận: Trên kia đã nói như huyễn như mộng, không có người nói, không có người nghe, nên sao còn hỏi nên dùng hạng người nào theo ý Tu Bồ Đề nghe pháp? Đáp: Các thiên tử, trước kia nói Tu Bồ Đề thuyết pháp không thể hiểu, trong đây Tu Bồ Đề nói ví dụ người huyễn hóa. Này các thiên tử, lại nghĩ rằng hạng người nào nghe ứng hợp với lời Tu Bồ Đề nói mà tín thọ thực hành theo thì được đạo quả ư? Tu Bồ Đề đáp: Người như huyễn hóa nghe thời ứng hợp với pháp của tôi nói. Hỏi: Người huyễn hóa ấy không có tâm tâm số pháp, không thể nghe lãnh thọ, cần gì phải thuyết pháp? Đáp: Chẳng phải khiến chính người huyễn hóa nghe, chỉ muốn khiến hành giả đối với các pháp dụng tâm không vướng mắc. Nhưng người huyễn hóa ấy không nghe cũng không chứng. Chúng sinh như huyễn như mộng, nghe pháp cũng như huyễn như mộng. Chúng sinh là người thuyết pháp, người nghe pháp là người lãnh thọ pháp. Tu Bồ Đề nói: Không những người nói pháp, người nghe pháp như huyễn như mộng, mà ta cho đến kẻ biết kẻ thấy đều như huyễn như mộng, sắc cũng như huyễn như mộng, cho đến niết bàn cũng như huyễn như mộng, tức là pháp được nói như huyễn như mộng. Trong tất cả chúng sinh, Phật là đệ nhất, trong tất cả pháp, niết bàn là đệ nhất. Khi nghe nói hai việc ấy đều như huyễn như mộng, thấy tâm kinh ngạc nghi ngờ, Phật và niết bàn tối thượng diệu, làm sao như huyễn như mộng? Vì vậy nên lại còn hỏi việc kia, Phật và niết bàn sẽ đúng như huyễn như mộng ư? Tu Bồ Đề sẽ không nói lầm, chúng tôi sẽ không nghe lầm, vì thế nên lại hỏi cho chắc. Tu Bồ Đề nói với các thiên tử, tôi nói Phật và niết bàn chính tự như huyễn như mộng, hai pháp tuy diệu đều từ pháp hư vọng xuất ra, cho nên không. Vì cớ sao? Vì từ pháp hư vọng cho nên có niết bàn, từ phước đức và trí tuệ cho nên có Phật. Hai pháp ấy thuộc nhân duyên, không có chân thật nhất định, như đã nói trong nghĩa niệm Phật niệm pháp. Tu Bồ Đề nghĩ rằng như lực bát nhã ba la mật, thầy giả sử có pháp gì hơn niết bàn còn có thể làm cho như huyễn, huống gì niết bàn? Vì sao? Vì nói niết bàn hết thảy ưu sầu khổ não đều rốt ráo diệt, vì thế nên không có pháp gì hơn niết bàn. Hỏi: Nếu không có pháp gì hơn niết bàn, cớ sao nói nếu có pháp hơn niết bàn cũng lại như huyễn? Đáp: Pháp dùng ví dụ hoặc lấy việc có thật hoặc có khi giả thiết theo nhân duyên mà nói. Như Phật dạy, nếu khiến cây cối hiểu lời ta nói, ta cũng thọ ký cho được Tu Đà Hoàn. Nhưng cây cối không có thể hiểu được, Phật vì giải ngộ cho ý người nên dẫn dụ như vậy thôi. Niết bàn là pháp rốt ráo vô thượng trên hết thảy pháp, như biển lớn là trên các sông muôn dòng, tu di là trên các núi, hư không là trên hết thảy pháp. Niết bàn cũng như vậy, không có khổ già bệnh chết, không có các tà kiến tham sân, các suy hoại, không có khổ yêu thích bị xa lìa, không có khổ oán thù gặp gỡ, không có khổ cầu mong không được,
không có hết thảy vô thường, hư dối, bại hoại, biến dị. Nói cốt yếu Niết Bàn là tất cả khổ hết, rốt ráo thường vui, nơi quy về của mười phương chư Phật và chúng đệ tử Bồ Tát, an ổn thường vui không có gì hơn, chọn không bị ma vương, ma dân phá hại. Như trong A Tỳ Đàm nói, pháp hữu thượng là pháp hữu vi, hư không và phi trạch diệt vô vi, phi trí duyên tận. Pháp vô thượng là trạch diệt vô vi, trí duyên tận, tức là Niết Bàn. Thế nên không có pháp gì hơn Niết Bàn. Tu Bồ Đề khen lực Bát Nhã Ba La Mật to lớn nên nói, nếu có pháp hơn Niết Bàn cũng như huyễn, ví như lấy hoàng sắt lớn cháy nóng bỏ trên lông tay đốt cháy ngay, không tổn một chút sức nóng, chỉ không còn gì để đốt nữa thôi. Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật phá hết thảy pháp có, cho đến Niết Bàn thẳng qua không chướng ngại mà trí lực không giảm, chỉ không còn pháp gì để có thể phá nữa thôi. Thế nên nói, nếu có pháp hơn Niết Bàn, được trí tuệ cũng phá được. Kinh. Bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Cô Hy La, Maha Ca Triền Diền, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Maha Ca Diếp và vô số ngàn Bồ Tát hỏi Tu Bồ Đề rằng, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, khó thấy, khó hiểu, khó biết, tịch tịnh vi diệu như vậy, ai sẽ tín thọ? Bấy giờ A Nan nói với đại đệ tử và các Bồ Tát rằng, Bồ Tát Maha Tát ở địa vị bất thối chuyển, có thể tín thọ Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, khó thấy, khó hiểu, khó biết, tịch tịnh vi diệu ấy. Hạ người thành tựu chánh kiến, A La Hán lậu tận đã mãn sở nguyện cũng có thể tín thọ Bát Nhã đó. Lại nữa thiện nam tử, thiện nữ nhân thường thấy Phật nơi chỗ Phật cúng dường, gieo trồng thiện căn nhiều, thần cận thiện tri thức có lợi căn, hạ người ấy có thể tín thọ, không nói thị pháp phi pháp. Tu Bồ Đề nói, không lấy không phân biệt sắc, không lấy sắc phân biệt không, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, không lấy vô tướng vô tác phân biệt sắc, không lấy sắc phân biệt vô tướng vô tác, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, không lấy vô sinh vô diệt tịch diệt viễn ly phân biệt sắc, không lấy sắc phân biệt vô sinh vô diệt tịch diệt viễn ly, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh cũng như vậy, thí ba la mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, tất cả môn tam muội, tất cả môn đà la ni, Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán, Bích Chi Phật, Phật nhất thiết trí cũng không lấy không phân biệt nhất thiết trí, không lấy nhất thiết trí phân biệt không, không lấy không phân biệt trí nhất thiết chủng, không lấy trí nhất thiết chủng phân biệt không. Vô tướng vô tác vô sinh vô diệt tịch diệt viễn ly cũng như vậy. Tu Bồ Đề nói với các thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm ai thọ thì được. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy không có pháp có thể chỉ, không có pháp có thể nói. Nếu không có pháp có thể chỉ, không có pháp có thể nói, thời người tín thọ cũng không có thể được. Bây giờ Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng giáo pháp ba thừa và nhiếp thủ pháp Bồ Tát từ địa vị sơ phát tâm cho đến địa thứ 10, thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, bốn niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần, Phật 10 lực cho đến 18 pháp không chung là giáo pháp hộ trì Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thường hóa sinh, không mất thần thông, dạo qua các nước Phật đầy đủ căn lành, tùy theo ý muốn cúng dường chư Phật, liền được như nguyện, từ chỗ chư Phật nghe thọ pháp giáo, đến khi được trí nhất thiết chủng chưa bao giờ đoạn tuyệt, chưa có lúc nào lìa tam muội, sẽ được biện tài nhanh nhẹn, biện tài lanh lợi, biện tài bất tận, biện tài không thể dứt, biện tài tùy ý, biện tài đúng nghĩa, biện tài tất cả thế gian tối thượng. Tu Bồ Đề nói như vậy, như vậy. Như Xá Lợi Phất nói, Bát Nhã Ba La Mật nói rộng giáo pháp ba thừa và giáo pháp hộ trì Bồ Tát, cho đến Bồ Tát Ma Ha Tát được biện tài tối thượng hết thảy thế gian đều không thể có được. Ta cho đến kẻ biết kẻ thấy đều không thể có được, sắc thọ tưởng hành thức thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật đều không thể có được, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không cũng không thể có được, bốn niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần, Phật 10 lực cho đến trí nhất thiết chủng cũng không thể có được. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng ba thừa mà không thể có được? Vì nhân duyên gì trong Bát Nhã Ba La Mật hộ trì Bồ Tát? Vì nhân duyên gì Bồ Tát Ma Ha Tát được biện tài nhanh nhẹn cho đến biện tài tối thượng trong hết thảy thế gian cũng không thể có được? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất,
vì nội không nên trong bát nhã ba la mật nói rộng ba thừa không thể có được. Vì ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không nên nói rộng ba thừa không thể có được. Vì nội không nên hộ trì Bồ Tát cho đến biện tài tối thượng trên hết thảy thế gian không thể có được. Vì ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không nên hộ trì Bồ Tát cho đến biện tài tối thượng trên hết thảy thế gian không thể có được. Luận luận giả nói, lúc ấy các đại đệ tử như Xá Lợi Phất vân vân nói với Tu Bồ Đề rằng pháp Bát Nhã Ba La Mật ấy sâu xa khó hiểu, vì các pháp không có định tướng nên là sâu xa, vì các tư duy quán hạnh dứt nên là khó thấy, cũng không chấp trước Bát Nhã Ba La Mật nên gọi là khó hiểu khó biết, diệt ba độc và các hí luận nên gọi là tịch diệt, được diệu vị của trí tuệ nên gọi là thường được đầy đủ, không còn cầu gì nữa, hết thảy trí tuệ khác đều thô sát chẳng vui nên gọi là vi diệu. Các đại đệ tử nói lời ấy rằng trí Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, trí tuệ người thế gian cạn mỏng, chỉ tham đắm quả báo phước đức mà không ưa tu, phước đức đắm có thời tỉnh mạnh, phá có thời tâm khiếp. Vốn đã nghe học tập luyện kinh sách Tả Kiến dính chặt không bỏ, người như vậy thường ưa cái vui thế gian. Vì vậy nên nói ai hay tín thọ Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, nếu không tín thọ thầy nói làm gì? A Nan giúp đáp, có bốn mạng người có thể tín thọ, thế nên lời Tu Bồ Đề nói chắc chắn có người tín thọ, chẳng phải nói suông. Bốn mạng người có thể tín thọ là: một, vị Bồ Tát Ma Ha Tát ở địa vị bất thối, biết hết thảy pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thủ tướng không chấp đắm, thời có thể lãnh thọ. Hai, vị A La Hán hết lậu hoặc, vì hết lậu hoặc không chấp đắm, được pháp vô vi tối thượng, sở nguyện đã mãn, không còn cầu gì, thường trú không vô tướng vô tác tầm muội, tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật thời có thể tín thọ. Ba, ba hạng học nhân thành tựu chánh kiến, tùy chứa hết lậu hoặc, vì lực của bốn đức tin Phật pháp tăng giới cũng có thể tín thọ. Bốn, có Bồ Tát tùy chưa được địa bất thối chuyển, nhưng có phước đức lợi căn trí tuệ thanh tịnh, thường theo thiện tri thức người ấy cũng có thể tín thọ. Tướng mạo của sự tín thọ là không cho rằng pháp ấy chẳng phải Phật Bồ Tát. Đại đệ tử nói, tùy nghe Bát Nhã Ba La Mật nói các pháp đều rốt ráo không, cũng không vì đã tín thọ pháp trước mà cho pháp rốt ráo không ấy là phi pháp. Hỏi, từ trước lại đây A Nan hoàn toàn không luận nói gì, sau này lại đáp thế cho Tu Bồ Đề? Đáp, A Nan là vị tướng chuyển pháp luân thứ ba hay làm thầy đại chúng, là thị giả hầu cận Thế Tôn, tuy được sơ quả vì lậu hoặc chưa hết, nên tuy có trí tuệ đa văn, tự cho mình chưa có thiện xảo đối với trí tuệ không, nếu nói pháp không mà tự mình chưa chứng nhập, thì đều là nói việc người khác cho nên không nói. Hoặc khi nói về việc có, thầy có thể hỏi có thể đáp được. Như trong phẩm sau, A Nan hỏi Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn cớ sao chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà không tán thán năm Ba La Mật kia? Còn trong phẩm này hỏi ai là người có thể tín thọ Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, đây chẳng phải là việc không? Nên A Nan liền đáp, Tu Bồ Đề thường ưa nói việc không, không ưa nói việc có. Lại vì A Nan lúc ấy tâm ưa nói phát sinh cho nên Phật cho phép đáp. A Nan phiền não chưa hết nên lực trí tuệ chậm, nhưng lực tin tưởng mãnh lợi, cho nên đối với Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm có thể như pháp hỏi đáp. Hỏi, Bát Nhã Ba La Mật không có gì, không có pháp nhất định, làm sao bốn hạng người có thể tín thọ mà chẳng cho là phí pháp? Đáp, này Tu Bồ Đề trong đây tự nói nhân duyên rằng, chẳng lấy không phân biệt sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật không bị lỗi, không bị phá. Nếu không bị phá, thời không có tội lỗi, cho nên không cho là phi pháp. Không tức là Bát Nhã Ba La Mật chẳng lấy trí tuệ không để phá sắc, làm cho không, cũng chẳng lấy nhân duyên phá sắc, nên có không. Vì không tức là sắc, sắc tức là không, vì Bát Nhã Ba La Mật phá các hí luận có công đức như vậy, để không ai tín thọ, vô tướng, vô tác, vô sinh, vô diệt, tịch diệt, viễn ly cũng như vậy, cho đến chính nhất thiết chủ đều nên nói rộng. Hỏi, các đệ tử hỏi nghĩa ấy, cớ sao Tu Bồ Đề lại đáp với các thiên tử? Đáp, các đệ tử đã được A-la-hán chỉ hỏi điều mình nghi, việc lợi ích ít, còn các thiên tử phát tâm vì Bồ Tát lợi ích sâu, cho nên nói với các thiên tử. Lại nữa, tùy nói cho chư thiên tức là đáp lời các đệ tử. Trên kia nói các pháp không, để nói Bát Nhã Ba La Mật chúng sinh rốt ráo không.
Vì vậy, bên trong bát nhã ba la mật không có người nói, huống gì có người nghe và tín thọ. Nếu hiểu được các pháp không như vậy, tâm không vướng mắc, thời có thể tín thọ. Bây giờ tu bồ đề nói bát nhã ba la mật sâu xa, xá lợi phất tán thán giúp thành việc ấy. Bát nhã ba la mật chẳng phải chỉ vì không nên có thể tín thọ. Trong bát nhã cũng rộng nói ba thừa, nghĩa ba thừa như trước đã nói. Nhiếp thủ Bồ Tát là vì bát nhã ba la mật lợi ích các Bồ Tát khiến được tăng trưởng. Lại nữa, nhiếp thủ là trong bát nhã ấy có 10 địa khiến Bồ Tát từ một địa đến một địa cho đến địa thứ 10. Nghĩa 10 địa từ 6 ba la mật cho đến nghĩa chính nhất thiết chủ như trước đã nói. Hóa sinh là nói hành báo của bát nhã. Hành bát nhã ba la mật đối với hết thảy pháp không ngạ nên được biện tả nhanh nhẹn. Có người tuy có thể nhanh nhẹn mà vì độn căn nên không thể thâm nhập. Do thâm nhập được nền lợi, ấy là biện tài lanh lợi. Nói hết thật tướng các pháp vô biên vô tận, nên gọi là vui nói không tận. Trong bát nhã không có hí luận, nên không thể vấn nạn, làm đoạn tuyệt, ấy gọi là biện tài không thể dứt. Dứt pháp ái nên tùy chúng sinh thích ứng mà nói pháp cho, nên gọi là biện tài tùy ứng. Nói việc đưa đến niết bàn lợi ích ấy gọi là biện tài về nghĩa. Nói việc đệ nhất của hết thảy thế gian tức là đại thừa ấy gọi là biện tài tối thượng thế gian. Tu Bồ Đề cho lời hỏi ấy đúng, nói như vậy, như vậy. Xá Lợi Phất nghĩ rằng Tu Bồ Đề thường ưa nói không, cớ sao nay nhận lời tôi nói rằng trong bát nhã ba la mật có nói rộng giáo pháp ba thừa nên phải còn có nhân duyên. Tu Bồ Đề đáp: Bát nhã ba la mật tuy có rộng nói pháp ba thừa mà chẳng phải có định tướng, vì đều hòa hợp với 18 không. Nói nhiếp thủ Bồ Tát, bảy thứ biện tải cũng như vậy, vì trí tuệ không vậy,